Hello mọi người. Em đang nấu cơm á thì shipper gọi ra cổng lấy đồ. Để ra em ra mở cổng coi có quà gì nha. Shipper nó có quà. Chuột nó chạy theo nó dành mở cửa ra nó coi quà gì. Đâu? Đâu? Gì vậy con? Gì vậy con? Chuột. Gì ở trong đó vậy? Đâu đưa mẹ coi coi gì vậy? Wow. À, dễ thương quá, dễ thương quá. Nhẹ nhẹ, đúng rồi. Dễ thương quá. Trời ơi, đây là món quà của Út Giang gửi mừng sinh nhật cho chuột nè. Mà tới nay mới tới nè. Chú shipper mới giao cho chuột đó. Dễ thương quá. Giờ mình đi vô nhà nha con. Trời ơi, chuột nó hăng hái hết sức không? Trước khi vô nhà thì mình cho làm quen với các anh chị ở trong nhà trước nè. Missy ơi, Missy cho em ở nhà với nha. Missy cho em ở nhà, Missy thương em với nha. Giỏi quá. Trời, chuột nó giành ginh cô chú ơi. Nó giành ẵm em vô nhà. Em còn nhỏ quá không có dám cho bé chuột ẵm. Cho bé chuột lên. Bỏ cái thùng cho bé chuột ginh vô vậy đi. Rồi, con thả em vô chuồng đi. Bỏ em vô nhẹ nhẹ. Bỏ em nhẹ nhẹ nha. Rồi, con chưa chưa còn vướng chân em kìa, con vướng chân em kìa. Rồi con kéo chuồng lại cho em đi. Rồi. Cưng quá, con ở đây con ngủ nha. Con ngủ ngoan nha. Anh ba chuột thương con lắm luôn, con ở đây con ngủ ngoan nha. Nha. Mai mốt cô chú sẽ còn gặp con với anh ba chuột dài dài nha. Bye bye cô chú. Hẹn gặp lại cô chú nha.